Nhân dịp Tết cổ truyền Chô Chô Năm Thơ Mây năm 2023, chiều nay ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh vừa đến thăm chúc Tết tặng quà tại chùa Bất Pha Ram, chùa Chót và chùa Suriyaram, chùa Giữa ở xã Hương Hội, huyện Vĩnh Lợi. Tại các nơi đến, đồng chí Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã thông tin đến các thượng tọa, các vị chư tăng, a cha, sư sãi, cán bộ chiến sĩ đồng bào dân tộc Khmer tình hình phát triển kinh tế 3 tháng đầu năm 2023. Vượt qua nhiều khó khăn, tốc độ kinh tế của tỉnh tăng hơn 7% so với cùng kỳ, đứng thứ 3 khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh khẳng định, sự phát triển kinh tế chung của tỉnh có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào dân tộc Khmer trong phát triển chung của tỉnh. Đồng chí Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng thăm hỏi sức khỏe và chúc các thượng tọa, các vị chư tăng, a cha và bà con đồng bào dân tộc Khmer đón năm mới vui tươi, an toàn, đầm ấm, gia đình hạnh phúc, có cuộc sống sung túc hơn. Đồng thời cảm ơn sự đóng góp quan trọng của các thượng tọa, các vị chư tăng, a cha, sư sãi, cán bộ chiến sĩ đồng bào dân tộc Khmer trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh thời gian qua. Đồng chí Phan Thanh Duy vui mừng phấn khởi khi thấy dù đồng bào dân tộc Khmer có nhiều bước phát triển, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng mong muốn các thượng tọa, các vị chư tăng, a cha, sư sãi, cán bộ chiến sĩ, bà con đồng bào Khmer tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, bảo đảm an ninh trật tự cũng như đẩy mạnh lao động sản xuất, nâng cao thu nhập để cuộc sống thêm ấm no hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp văn minh. Dịp này, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Lợi cũng đã trao nhiều phần quà cho các chùa và gia đình chính sách đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi. Trong không khí vui tươi của đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền Chô Năm Thơ Mây, sáng nay 11 tháng 4, đoàn cán bộ tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh do ông Kim Miên, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn để đến chúc Tết một số chùa Khmer trên địa bàn thị xã Gia Rai. Đoàn đã đến thăm và chúc Tết tại chùa Giá Rai cũ, chùa Giá Rai mới, chùa Hậu Phòng cũ, chùa Hậu Phòng mới. Tại các nơi đến, thay mặt đoàn, ông Kim Miên, phó chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua, trong đó đề cao sự đóng góp của các vị đại đức sư sãi và đồng bào Khmer trong tỉnh. Ông Kim Miên đã gửi lời chúc tới các vị đại đức a cha, các vị chư tăng Phật tử và bà con dân tộc Khmer đón năm mới nhiều sức khỏe, an lành, vui tươi và hạnh phúc. Đồng thời mong rằng trong thời gian tới, các chùa sẽ tiếp tục đồng hành với chính quyền địa phương, vận động bà con dân tộc Khmer đoàn kết, chung sức đồng lòng, thực hiện tốt đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp. Các vị đại đức và ban quản trị các chùa cảm ơn sự quan tâm của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đối với các chùa và đồng bào Phật tử Khmer ở địa phương. Hứa sẽ ra sức tuyên truyền, vận động đồng bào Phật tử Khmer thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Dịp này, bên cạnh tặng quà cho các chùa, đoàn cũng tặng quà cho một số hộ gia đình chính sách dân tộc Khmer và người có uy tín trong đồng bào dân tộc để bà con đón Tết cổ truyền thêm vui tươi ấm áp.